Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân vận động Santiago Bernabeu. Tôi là Quang Tùng và cạnh tôi là bình luận viên Quang Huy. Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo dõi trận đấu mà tất cả chúng ta đã trông chờ hôm nay. Messi. Thomas Meunier. Messi. Và nó đã vọt xa. Alexandro. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Anh ấy đã cướp được bóng. Phối hợp tốt. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Kylian Mbappe blow tin. Một cơ hội tốt và anh ấy đã lãng phí nó. Kỹ thuật xử lý bóng rất tốt. Kaká. Verratti. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Người đang giữ bóng là Kaká. Ronaldinho. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Gregor Krychowiak. Ronaldinho. Rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Chuyền bóng lại thành công. Khởi đầu tuyệt vời. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Và anh ấy đã chuyền lại cho đội của mình. Không được. Mất bóng trong vòng cấm. Không ai ngăn cản. Kaká. Ôi không, thật xui xẻo, nếu không họ đã gỡ hòa. Neymar. Rất nhanh. Sút. Vâng, Thung Thành lại một lần nữa phải rút lên khi khán giả còn chưa ăn mừng xong pha ghi bàn trước đó. Tuyệt vời, theo bàn thắng một cách nhanh chóng, thật không thể tin được. Vâng, đối thủ của họ dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và thực sự đây đúng là điều bất ngờ. Tỷ số hiện tại là 2-0. Ronaldinho. Frank Ribery. Ronaldinho. Fernando Hierro. Quincy Promes. Neymar. Promes bật tường. Neymar. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Ronaldinho. Và đây là cú sút. Anh ta tỷ số 1 là. Đám đông tụ tập ở đây tại sân đồng Santiago Bernabeu.
Ronaldo. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Neymar. Gregor Krychowiak. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Neymar. Pha phòng ngự chuẩn xác ngăn cản được tấn công. Anh ấy không truyền hỏng bất kỳ đường truyền nào. Đường truyền vượt tuyến cho đồng đội của mình. Anh ấy có thể sút. Tuyệt vời. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Tốt lắm. Tôi không chắc là anh ta có định như thế không. Nhưng ai quan tâm nhỉ? Anh ta đã đưa bóng lên nóc lưới. Nới dòng tỷ số lên thành 3-0, họ đang dẫn trước. Một hai và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Kylian Mbappe Blotin có cơ hội ngay bây giờ. Wow, đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay, trận đấu một chiều. Ronaldinho. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Neymar. Ronaldo. Ronaldinho. Đây là một cơ hội khác. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Ronaldinho. Tiến lên đi. Tuyệt vời. Linh tính của tôi cho biết có thể sẽ hoàn thắng lúc này. Sergio Ramos. Thủ môn đã cản phá một pha ghi bàn. Tạt bóng đi. Kaka. Tình huống lấy bóng của Sergio Ramos. Ronaldinho. Gregor Krychowiak. Kaka. Một cú sút từ khoảng cách rất xa và đó đã ra ngoài. Ronaldinho. Qua người rất hay. Quincy Promes. Kaka. Verratti. Thành thật với bạn là chúng ta đã phải tăng tốc. Sút đi. Đây là một cơ hội thực sự để cải thiện tỷ số. Kaka. Ronaldo. Verratti. Ronaldinho. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Kaka. Không, sẽ không còn bất kỳ tình huống.
tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Chuyền bóng lại thành công. Ronaldo rất tốt. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó. Ronaldinho. Sanvio. Hậu vệ đã có pha cản phá rất tốt. Nguy hiểm. Bất bóng trong vòng cấm. Cướp bóng rất nhanh. Sóng gió tạm thời trôi qua. Marcos pha ngăn chặn tuyệt vời. Cú dứt điểm không thành công. Didier Drogba. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Việt vị rồi, chắc chắn là đã có việt vị. Và đó là một trong những quyết định dễ dàng nhất đến từ ông trợ lý trọng tài. Sanvio. Và bây giờ thủ môn có thể phát động một cuộc tấn công mới. Thomas Meunier. Và đó là pha cản phá của vệ trước khi quả tạt được thực hiện. Didier Drogba. Sanvio. Verratti. Tình huống lấy bóng của Van Dijk. Sanvio. Ronaldo. Didier Drogba. Sanvio. Có thể dứt điểm ngay. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Đây rồi. Chấp nhận một pha phạt góc. Không được, một pha đánh đầu không tốt. Thực ra đánh đầu chính xác là một việc không dễ chút nào. Nên pha đánh đầu vừa rồi không có gì đáng trách cả. Verratti. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Messi. Sút. Không có bàn thắng, rất đáng tiếc. Vâng, rất đáng tiếc, vừa rồi là một cơ hội phản công rất tốt nhưng họ đã bỏ lỡ nó. Neymar. Họ không thể sút thấp được sau. Ronaldo. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Tình huống lấy bóng của Kurzawa. Ronaldinho. Kylian Mbappe blow team. Tiến lên đi. Sanvio. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Sanvio. Neymar. Không đều là tỷ số. Đám đông tụ tập ở đây tại sân đồng Santiago Bernabeu. Wow! Vị trí tuyệt vời, anh ấy đã đưa bóng về góc cao khung thành. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0.
Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Cristiano Ronaldo. Anh ấy có thể sút. Messi. Cơ hội. Sút đi. Đây là cơ hội để nhân đôi cách biệt. Được bóng. Đó là pha cản phá bóng rất xuất sắc. Ronaldinho. Thomas Müller. Messi phối hợp tốt. Đó là một cú đánh gót thật tuyệt khi nhìn thấy nó. Ronaldinho rất nhiều đường chuyền, rất nhanh. Wow, quả thắng tuyệt đẹp của Lionel Messi. Đó là một pha cứu lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Ronaldo. Không được. Didier Drogba. Sandio. Ronaldo. Ronaldinho. Ronaldo. Anh ta đã cố gắng lốp bóng qua đầu thủ môn, nhưng thủ môn đã phát hiện điều này. Vâng, rất khó để thực hiện kỹ năng này, nó cần phải sử dụng đúng thời điểm. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Phòng ngự rất tốt. Sandio. Những pha ban mật khá đẹp mắt. Có cơ hội. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Sóng gió tạm thời trôi qua. Và bây giờ là một quả ném biên. Sẽ có một tình huống ném biên. Phản công. Ronaldo. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Ronaldinho. Thời gian bù giờ sẽ là 2 phút. Ronaldo. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó.